ập xuống và thét gào. Còn virus chết tiệt khiến dân mình phải lao đao. Cũng may là ta biết phòng chống thì phải làm sao. Mọi người đều hoang mang, ai cũng đi gom đồ y tế khiến giá thành lại leo thang. Nước rửa tay bình thường cũng rẻ, nhưng bây giờ thì lại quý như vàng. Đen vô tâm này mà đọc rác, lên sân khấu cũng chẳng bỏ khẩu trang. Corona là virus hay corona là bia? Xem thông tin phải chính thống, sật bằng 4G Viettel. Nào cùng với tôi này, mình chắc thông tin để đề phòng. Corona anh đây chẳng sợ đâu, vì anh đã phòng chống từ lâu. Tin chính thống anh nằm cực sâu, đeo khẩu trang có khi lại ngầu. Lại ngầu. Oh, hey. Có khi lại ngầu. Valentine thì cũng sắp đến rồi, bật 4G lướt mạng khắp mọi nơi, thế mà chẳng thấy ai đi chơi. Tất cả vì corona hết, đường phố thì vắng hoe, cứ như là ngày mùng 1 Tết. Thì ai mà chẳng sợ chết, tránh những nơi đông người, thôi thì phòng bệnh là trên hết. Rạp chiếu phim thì vắng tanh, muốn đi xem phim cùng gấu cũng chẳng lành. Thôi thì đành rủ gấu về nhà, bật 4G Viettel xem cho nhanh. Rồi là mình cùng nhau sống thật xanh, tránh corona thì rửa tay thật sạch, bổ sung vitamin tăng đề kháng, ngồi xuống cùng ai cũng xa tránh. Corona là virus hay corona là bia? Xem thông tin phải chính thống, sật bằng 4G Viettel. Nào cùng với tôi này, mình chắc thông tin để đề phòng. Corona anh đây chẳng sợ đâu, vì anh đã phòng chống từ lâu. Tin chính thống anh nằm cực sâu, đeo khẩu trang có khi lại ngầu. Hey, có khi lại ngầu. Ngầu.